Vào ngày đó, khi sao chổi bay ngang bầu trời, nó giống như... giống như một cảnh tượng trong giấc mơ vậy. Quả là một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhớ tan trường, xin lỗi, tôi còn phải đi làm. Trời ơi, con ghét cái thị trấn này. Con ghét cái cuộc sống này. Làm ơn cho con được làm một anh chàng đẹp trai ở Tokyo, ở Kisa. Mày đáng đâu vậy trời. Nhắc mới nhớ, dạo này mình mơ về nhiều thứ lạ lắm. Giấc mơ về cuộc sống của người khác. Cái gì vậy trời? Có lẽ nào? Nè. Đây chẳng phải là... chẳng lẽ trong giấc mơ, chúng ta đổi chỗ cho nhau? Hả? Có một điều chắc chắn. Nếu gặp nhau, chúng ta sẽ nhận ra. Tớ muốn nói với cậu, cho dù ở nơi nào trên thế giới này, tớ cũng sẽ tìm thấy cậu. Cậu là ai? Cậu là ai?